video test thử tốc độ của con động cơ vành 17 này các bạn nhé. Con này thì sử dụng đồng hồ đo mắt, đo vòng tua đã được ghim trên cái má vành của động cơ này. Tốc độ của nó là 550 vòng trên phút nhé. Sau đó là mình sẽ tính ra tốc độ của động cơ. Đây là con điều khiển này. Công thức tính tốc độ động cơ được tính như sau: tính chu vi của bánh xe nhân với đường kính bánh xe là 0,58 cm, đây, và nhân với số vòng quay là 550 nhân với 60 phút trên giờ là bằng 60 chia cho 1.000 để ra km. Tốc độ của nó là 60 km/h đối với giải điện áp 60V. Đấy, các bạn chạy 48 hoặc 72 thì tốc độ nó sẽ cao hơn. Chạy 48 thì nó khoảng 50, còn chạy 72 thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 70 km/h. Đấy, thì đối với các bạn dùng pin thì mình lên chạy 72 cho nó khỏe. Con điều khiển này là điều khiển 1.000 này, và điện áp là sử dụng là từ đa lăng 48, 60 và 72V. Con điều khiển này thì có cả chức năng lùi, tiến và rất là nhiều dây chức năng. Đấy, thì toàn bộ các cái dây chức năng thì nó có ở trên bộ dây này đều có hết nhé. Dây đảo chiều này, dây báo công tơ mét các kiểu luôn này. Con này là con dùng phanh đĩa lắp bánh trước nha, khách hàng đặt nha, mình test luôn thể. Mọi chi tiết thì xin liên hệ 0983 818 955 nhé. Cái này là mình chưa bắt ốc cho nên là nó giật đấy. Vành 17 các bạn nhé. Mọi chi tiết xin liên hệ 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.